Rồi, chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Hôm nay giới thiệu đến quý vị chung chép và phân tần của loa Philips nha quý vị. AD5060SQ8 AD ha. Đánh AD đầu thì quý vị biết là của hãng Philips rồi ha. Chung này rất đặc biệt nha quý vị, rất hay nha. Nằm trên những cái dòng đẳng của Philips thổi chung này. Năm không sáu không ha, 22. À, đo chung này nó trùng số seri luôn nha, vì đúng của một đô la luôn ha. Zin xịn, hoạt động hoàn hảo, em đã test mọi chức năng này quý vị. Thì đôi chung này có giá 2 triệu nha, 2 triệu. Rồi, tiếp theo là chép ha. Đây, cũng đóng AD trước này ha. À, quý vị nào mà sành thì nhìn vào biết rồi ha. Nè, mắt trâu nhìn vào ha. Cái dòng chép này á quý vị, nó cực kỳ hay quý vị, nó nằm trên những cái đô la cổ của hãng Philips. Và cái dòng này thì khá đắt tiền nha. Thì bên em đôi chép Philips chung dòng này nằm trên những cái loại đẳng cấp của Philips nha, về những loại mười mấy 20 triệu nằm những cái chép này ha, hoặc cái chung này. Đây em xem có chung số series không ha, 2422 257 2422 257 33102 33102, trùng số series luôn nha quý vị, trùng hết luôn nha. AD0160T8 ha, dòng chép ký hiệu chép số series trùng hết series luôn. Chung có nhiều cái nó lắp ráp lại, nhưng mà cái đôi này là nó trùng series hết đó, nó rất là hiếm, trùng cả số series và chung và chép luôn. Rồi tới cái phân tần ha, cái phân tần này thì phân tần 3 đường tiếng thì nó cũng có số series đóng đây ha, 43. Để khác thì em quay cho quý vị xem ha. Phân tần này rất là gấu quý vị, nó gồm 4 cuộn dây và ba cái tụ nhôm. Tụ này bằng nhôm nha, 12 mF, tụ này bằng nhôm nha quý vị, chất cực kỳ chất luôn. 4 cuộn dây, 3 tụ nhôm. Đây nè quý vị, đây là đường vô nè, làm hơi rối loạn ha. Đây đường chép ha, đây là đường bát ha, đây là đường chung ha, đây đường chung đây ha, nè, đường lo chung nè, đây đường lo chung nè ha, đây đường bát em có cột đây nè ha, đây là chép ha, và đường vô đây ha, nó còn dính cái chạm lo rin luôn nè quý vị, nè chạm lo rin nè ha. Bên đây cũng vậy. Đó. Xịn sò là đóng số đóng ấy hết luôn nha, vì cũng 4 cuộn dây và 3 tụ nhôm thì cũng y chang bên kia luôn. Rồi bây giờ sao coi số series coi có giống giống bên kia không, 4304073 giống nha như vậy, 01360 giống nha, giống series trùng series hết luôn, ba món này là trùng series hết luôn nha quý vị. Thì chép là 2 triệu rưỡi nha quý vị, đôi chép cổ cực kỳ quý hiếm nè, này 2 triệu ha, 2 triệu rưỡi ha. Còn đôi phân tần này thì em bán sẽ là 1 triệu rưỡi nha quý vị, và quý vị lấy cả bộ thì sẽ có giá cực kỳ tốt nha. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tất cả đều là hoạt động hoàn hảo nguyên zin, em đã test kỹ hết rồi nha quý vị. Do nó nằm rời như vậy không có điều kiện lắp vào. Rồi.